Tiếng ơi. Dạ. Anh Tiếng kìa. Dạ 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 em ra liền. Làm gì vậy? Không làm gì đâu, điện thoại gì không có vô được gì. Làm sao mà coi được, bởi vì tôi đã cài mật khẩu cho tất cả ứng dụng trên điện thoại của mình rồi. Còn cách làm như thế nào hả? Xem liền nè. Đầu tiên mọi người vào cài đặt nha. Sau đó kéo xuống dưới chọn vào thời gian sử dụng. Rồi ở đây sẽ có thay đổi mật mã thời gian sử dụng. Nhấn vào đây và tạo cho mình một cái pass nha mọi người. Tiếp theo lúc này hãy điền ID Apple của mình ha. Bấm OK. Sau khi đã hoàn tất, mọi người kéo lên trên và bấm vào xem tất cả hoạt động. Ở đây thì sẽ thể hiện cái thời gian mọi người sử dụng các app. Và ví dụ như Hiền muốn giới hạn thời gian sử dụng của Facebook đúng không mọi người? Thì bấm vào Facebook, sau đó bấm vào thêm giới hạn, nhập mật khẩu vừa tạo. Chọn cái thời gian mình giới hạn, ở đây Hiền chọn là 1 phút nha. Bấm thêm, ta-da, như vậy là đã rất là khó để có thể vào được ứng dụng trên điện thoại của mình rồi nè. Chẳng hạn như có ai đó muốn vào Facebook của bạn, nhấn OK ngay lập tức ứng dụng sẽ thoát ra. Còn nếu như bạn muốn vào thì sao? Bạn chỉ cần nhấn vào yêu cầu thêm thời gian, nhập mật mã thời gian sử dụng và điền mật khẩu của riêng mình. Lúc này thì ứng dụng sẽ cho bạn lựa chọn. Ví dụ như mình muốn sử dụng trong 15 phút thì phê duyệt 15 phút nha. Còn mọi người muốn biết thêm những điều hay về công nghệ, comment ngay cho Hiền biết nha.